Xin chào các bạn nhé. Mình nhận được cái bếp từ của khách. Mình vừa vệ sinh xong bẩn quá các bạn. Mình vệ sinh xong là mình cũng xử lý luôn rồi. Cái bếp từ của khách này là bị nổ con tụ lọc nguồn DC, con tụ 5 mi 400 V, 5 mi 275 V. Nó bị nổ con tụ đấy, mình vừa thay xong rồi. Bây giờ mình lắp vào để mình test cho bạn xem nhé. Bếp này của khách còn tương đối đẹp. Bây giờ mình lắp tạm vào để mình test thử đã. Đây, nguồn nên là mình cắm thử này. Đã tít được các bạn. Bắt nồi luôn rồi. Dòng ăn là 8,4A. Công suất 1,74 kW. Đây hiện nay điện áp là mình đang yếu, điện áp có 205 V ấy. Này, điện hơi yếu này. Thay xong bếp nó chạy luôn các bạn. Nhà mình cho mắc công suất luôn 8,5A. Cái nước thì chuẩn bị sôi rồi các bạn này. Bốc hơi lên rồi này. Mình sôi không sụp rồi. Đấy. Mình sôi rồi. Dòng ăn 8A này nhanh sôi lắm. Này. Nước sôi rồi các bạn, sôi không sụp rồi. Mình test đun thử tí nước.
Thôi mình xin phép dừng video tại đây nhé. Các bạn xem kênh thì cho mình một like, một lượt chia sẻ nhé. Và chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ai có nhu cầu mà sửa chữa bếp từ, nồi cơm điện, rồi quạt điện, tivi, lò vi sóng, bếp điện, bếp từ, bếp phòng ngoại thì liên hệ mình nhé. Chào các bạn nhé.